Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và đây là chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay, thứ ba, chúng tôi gồm có chú Phòng Cơ, Diễm Thi và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy uống cà phê. Xin chào tất cả, chào chú Cơ, chào Diễm Thi. Chào chị Tường Minh, chào cô Diễm Thi và chào quý vị khách hàng của Cà Phê Sáng. Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống Việt TV, Việt Radio. Xin chào chú Phạm Cơ, chào chị Tường Minh. Dạ vâng, hôm nay Houston lại có một ngày rất là đẹp nữa. Bây giờ thì mình đi mặt trời chưa mọc rồi. Dạ đúng, mà đúng là ngày hôm nay thời tiết đẹp thiệt đó. Không nóng, cũng không có lạnh, mà mát mát, mà còn gió nhẹ nữa, gió hiu hiu nữa, trời ơi. Sáng ra coi như là chú Cơ nói đúng đó, phải để ba cái alarm luôn. Lúc nào cũng vậy hết á, để cái alarm thứ nhất là thức dậy, rồi cái lăn qua lăn lại alarm thứ hai, rồi thêm alarm thứ ba. Mới an toàn. Không có để ba cái alarm á là không có thể nào mà an toàn được hết. giống như là cái câu thơ đó, kêu là cỏ hiu hiu dọ cho vừa lòng ai thôi. Dạ, chắc là ở những nơi khác còn đẹp hơn nhiều đúng không? Bởi vì mùa thu chỗ nào cũng đẹp hết. Thấy ở Napa ha, có cô gì thính giả của mình, cô Phượng, cô Phương ở Napa Valley á, bây giờ là chắc là tuyệt vời lắm, lá vàng đẹp hết, thấy mọi người chụp hình. Bây giờ mạng xã hội mà mình có thể nhìn nhau đi du lịch trên Facebook, yeah. Thì thấy mọi người có những cái bức ảnh quá rất là đẹp luôn, làm trồn chân quá chú Cơ. Cuồng chân chứ phải không? Trồn chân. Trồn cái cuồng gì nó cũng vậy, yeah, thôi. Dạ. Yeah. Muốn gọi là ngưng hai chân tay. Dạ, muốn đi phải không? Ý, có người sắp được đi rồi. Không được đi. Có người sắp được đi rồi. Biết. Hai tuần trước là tôi đi Colorado, phải nói rằng là lá vàng, lá đỏ, quá dễ sợ đi. Dạ. Yeah. Cái sự gì lạ thiệt. Khi mà tôi đi về đó, thì ở trên đỉnh đèo đó, Aspen đó, trên cái đỉnh đèo không, ở gì đỉnh đèo gì đó chứ, thì mưa tuyết mà nó dốc xuống dưới đỉnh đèo đó thì trời nắng chang chang, vui vẻ vô cùng, là dễ sợ nhá. Mà yeah, đi trong vòng lái xe phải đi mất cả 5-6 tiếng đồng hồ mới là trở về được tới phi trường đó. Wow, vui mà đúng là trên cuộc đời này niềm vui mà đi du lịch đó không thể nào diễn tả được ha. Tự yeah, nhiên mình đang mệt ơi là mệt luôn, mà tự nhiên mà xách giỏ lên rồi đi một cái, trời đi đến được nơi mình thích. Cái đó cảm là bao nhiêu mà cảm giác mà nó bao nhiêu cái ưu phiền nó trút ra hết luôn, cảm thấy người mình nó nhẹ hẳn đi bao nhiêu là ký á. Dù thi với chị thì mình biết không, cái mà sướng nhất không phải là nhìn cảnh đẹp rồi, nhưng mà không phải đi làm nữa. Không phải đi làm, đúng. Thì đó, cái cảm giác sướng là vậy đó. Sáng mình có thể ngủ dậy, mình không yeah, cần phải set alarm nè. Rồi mình không cần phải lo là ngày hôm nay mình nói cái gì, mình làm cái gì nè. Trời ơi, cảm giác sung sướng. Nhưng mà thật ra chắc cũng vài ngày thôi, chứ Diễm Thi thấy đi đâu mà Diễm Thi đi lâu lâu á, chừng 3-4 ngày là bắt đầu nhớ nhà. Kỳ á. Chú Cơ với chị Tường Minh có giống vậy không? Có cái là mình đi chơi, Diễm Thi nói là mình đi chơi là mình tha hồ, mình ngủ, mình không có cần set alarm không đúng? Yeah. Sao vậy? Tường Minh đi chơi. Mình đi chơi mà không set alarm là mất ngày, mất giờ. Thôi, đã đi chơi mà, đâu có quan trọng. No, dù sẽ đi rồi dù sẽ thấy. Không, yeah. Diễm Thi đi là Diễm Thi không có set alarm. Ngủ tại vì á, Diễm Thi không có đi tour ngủ uống. Khi mình mất tiền thì người ta gọi được là đi nghỉ dưỡng mà. Diễm Thi đi chơi là Diễm Thi không có set alarm nha, mà cũng không có đi theo tour. Tức là trước khi đi đến đó thì mình sẽ research, mình tìm coi là sẽ có chỗ nào ăn, chỗ nào chơi, chỗ nào đẹp. Nhưng mà cảm thấy mình khỏe thì mình đi, không thì cứ nằm dài trong khách sạn mà ngủ thôi. Ủa? Không cần. Ủa? Không có gì đâu, uống. Mình cảm thấy mình được thoải mái. No. Thoải mái, mình ở nhà thoải mái nhất. Đối với tự mình là ở nhà là thoải mái nhất, những cái weekend mình có thể ngủ tới trưa,
ở nhà mình tha hồ mình ngủ, mình đã đi tới đó nhưng rồi. Mà mình bị bother nhiều chuyện khác. Ví dụ như mình ở nhà sẽ có người thân, bạn bè, anh chị em, cha mẹ gọi mình hay này nọ kia, hay đồng nghiệp gọi mình, nhưng mà mình đi chơi không ai gọi mình hết á. Dạ. Từ mình đó thì khi mà mình đã bỏ một cái công rất là nhiều, bỏ tiền rất là nhiều, bỏ công rồi mình tới nơi đó thì mình phải tới để mình khám phá, mình tận hưởng, mình đi thăm thú. Chứ mình thấy mình nhốt mình trong bốn bức tường ở khách sạn á, uổng giờ quá. Anh thử sao Diễm Thi thấy có nhiều anh chị đi chơi về xong nói Diễm Thi là đi chơi xong về mệt hơn là không đi chơi, còn Diễm Thi thấy đi chơi về là mình khỏe hơn đi là trước khi đi chơi. Mệt nhưng mà vui. Tùy. Ví dụ như mình đi chơi 2-3 giờ sáng là mình đã dậy rồi để mình đi ngoài đường. Uổng giờ. Đi ngoài đường nhìn cái cạch đường phố mà đúng khi rồi. Không có người đó, rồi khi những người ăn mày người ta ngủ như thế nào, rồi những kẻ bên về đường rồi vậy mặt trời lên rồi này nào cái khác. Trời ơi lúc sáng sớm tuyệt diệu vô cùng. Diễm Thi là giờ đó ngủ ngon nhất. Tụi mình với chú Cơ giống nhau cái điểm này lắm, trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Tụi mình cứ thường thường lúc nào cũng vậy hết, lúc nào cũng vậy, chưa có bao giờ có ngoại lệ luôn, chưa bao giờ ngủ nướng khi mà đi đi chơi du lịch hết á. Lúc nào cũng là vậy trước hết tất cả mọi người để mà có thể mình đi vòng vòng mình xem, mình ngắm này kia kia nọ để mà mình coi. Còn thí dụ như đi tập thể mà có hẹn giờ mà đi á, mà ngay cái chỗ mình ở á, mà không có cái gì mà để mình walk, mình phải lái xe mình đi á, thì mình cũng thức dậy sớm, mình ngồi balcony, mình uống cà phê, mình tận hưởng cái chuyện không phải đi làm. Chú Cơ ạ. Diễm Thi thì cứ vậy đó, nếu mà làm một thời gian mà mình cảm thấy mệt mỏi quá xong là sẽ đi đến một cái nơi nào đó mà gọi là nghỉ dưỡng, thích đi theo cái kiểu là nghỉ dưỡng á. Sẽ là đi đến nơi đó rồi mặc sức mà ăn rồi ngủ, không phải lo là giảm cân nè, không phải lo là công việc nè, không phải lo là chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện này chuyện kia, cứ là nghỉ cho nó khỏe, nói chung là ngủ ngủ cho nó thẳng giấc, cho nó ngon, cho nó khỏe, xong rồi thức dậy đi chơi, rồi muốn thức giờ nào thức, muốn ngủ giờ nào ngủ. Cái đó mình hoàn toàn mình có thể làm tại nhà được, tại sao nhưng mà phải cảm đi giác tới? Mình nghỉ ở một cái nơi khác nó khác với cảm giác ngủ ở cái nhà của mình. Ngủ ở nhà mình thấy ủa sao chỗ này chưa dọn, cái phải thức dậy dọn, ngủ xong cái nhớ lại là ngày mai bữa nay phải chạy lên nhà mẹ thăm mẹ hay gì đó, nói chung là nhiều thứ lắm. Còn mình đã đi đến một nơi xa mình sẽ không bao giờ làm những cái điều đó. Mình sẽ xét một cái, nếu mà mình muốn mệt mỏi quá mình muốn nghỉ dưỡng thì mình bỏ cái chuyện thăm mẹ. Mình đã đi chơi tới đó mà Diễm Thi nói chứ bữa nay mệt quá thôi không đi ra ngoài nữa, mình ở trong nhà. Vậy thì tại sao mình không áp dụng cái đó ngay khi mà mình ở đây mà không được kỳ mà... Vậy đó, ở nhà là không làm được nha. Ở nhà mà em nằm xuống cái nhìn thấy cái góc nhà kia có mấy bộ đồ chưa dọn, ví dụ như vậy đó, sao mày hơi ngồi dậy dọn. Nói chung là nó sẽ có cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia mà cứ hở. Có nhiều lúc á, có nhiều lần em đi đó là cứ đi đến nơi đó nằm em ngủ 24 tiếng trong phòng á chị. Đúng 24 tiếng nằm trong phòng không? Dạ, tụi mình thấy nghỉ dưỡng. Người này không biết tiết kiệm. Dạ, đúng người rồi. Này không biết tiết nghỉ kiệm. Dưỡng là mình hoàn toàn mình có thể làm cái điều đó ở nhà. Mình có thể không gặp gỡ ai hết. Mình có thể set cái ngày đó mình không dọn dẹp gì hết. Hay là mình dọn dẹp xong rồi mình nghỉ. Thường thường một cái weekend mình sẽ chừa một ngày để mình có thể ngủ nướng. Mình có thể thoải mái, nghỉ ngơi để mình tuần sau mình đi làm. Còn khi đi chơi rồi mình rất là tốn nhiều chuyện, mình set up, mình đi ra ngoài thì khó khăn lắm mình mới tới chỗ đó. Mà mình cứ ngồi trong bốn cái bức tường với cái giường thì tụi mình thấy cái đó đúng như chú Cơ nói, phí tiền, rất là phí tiền luôn. Thành ra mình phải xài hết cái tiền của mình bằng cách mình dậy sớm, mình đi ra chỗ này, mình ra cái quán cà phê ở trong cái vùng đó, những cái quán ở địa phương đó để mình thưởng thức, mình đi bộ vòng vòng xóm làng ở đó, đủ thứ hết trơn, có nhiều chuyện để làm lắm. Đi qua Đài Loan hay đi qua bên Nhật đó, mà buổi sáng sớm nó có những cái quán chảo ở bên đường đó, mấy cái bà già ngồi nấu bên về đường, bà có cái lều thôi, giống như bên Việt Nam vậy đó, và dỡ lều ra và dọn hàng, bà bán buổi sáng sớm. Trời ơi, ngồi đó ăn một tô cháo nóng buổi sáng, thích vô cùng. Mình dậy lúc mà người ta còn chuẩn bị á, chứ người ta còn chưa xong nữa đó. Mình đi ra bãi biển á, lúc mà mấy cái người họ dậy sớm, họ đem ghế ra, họ bắt đầu họ xếp ghế, rồi họ đóng những cái cọc, họ
dựng những cái dù. Mình thấy những cái cảnh đó mình thấy nó chị rất là thích. Khi đó là cái khi mà chụp được chân mình trên cát đó. Dạ. Chân mình trên cát, tại lúc đó cát phẳng. Lúc đó mới hát ra điện băng. Còn lúc mà mình dậy quá trễ, mình ra thì nắng nó chói chang rồi, rồi thiên hạ đông đúc rồi nó không có đẹp nữa. Mình được ngắm cái lúc mà nó đẹp nhất luôn. Ừ, dạ. Thì đúng rồi, chắc chắn là điều đó là như vậy rồi. Cái thường thường cái ngày thứ bảy, chủ nhật mà nếu mà ở nhà thì sáng cũng thường mình cũng dậy sớm để tận hưởng cái khoảnh khắc của bình minh. Xong rồi nếu mà xong rồi mặt trời lên rồi vô ngủ tiếp. Gì kỳ á. Tại vì nó còn buồn ngủ, nó còn không buồn ngủ. Mà những khi thức dậy là không được bao giờ ngủ lại được hết. No, không, không bao giờ ngủ lại được. Đã nhưng mà sợ rồi. Ngủ nó qua cái khoảnh khắc đó uổng. Em phải tập không bao giờ em được quyền nói là không bao giờ hết á. Cái gì cũng làm được, không đừng có bao giờ thức không dậy bao rồi giờ. Là không bao giờ ngủ lại được. Không, đừng, tại vì ngày xưa mình nghe một người phụ nữ nói câu như vậy rồi, không bao giờ dù chỉ trong giấc mơ. À, nhưng mà cái đó là đúng thật, nhưng mà đều nên tập, đừng có được có cái định kiến nó sai. Dạ, yeah, định kiến. Yeah. Yeah, nói chung mình thay đổi đó Diễm Thi. Mình thay đổi được chứ. Mình rất không, là thay Diễm đổi. Thi thấy lúc nào cũng vậy á, ngủ xong rồi hỏi mà ví dụ đang ngủ mà có không điện thoại reo hay gì mình dậy cái rồi là thức dậy luôn, không ai buộc phải thay đổi bây giờ. Từ từ tới một lúc nào đó mình thấy ngủ uổng quá dạ, tự nhiên mình thay đổi. Dạ. Khi đó là mình mới lúc lỡ mới là lúc mình yêu đời. Dạ. Yeah. Mình thấy ngủ uổng quá. Khi đó mới là lúc mình yêu đời. Có thể là mình dậy sớm quá để mình đón bình minh này kia cái nọ, xong mà mình còn mệt, mình còn muốn ngủ nữa, mình có thể ngủ nữa, sung sướng của mình đó thôi, là không phải là ngủ nữa, mà sung sướng của mình là nằm trên giường không làm gì hết. Gọi là lazy day đó. Thì đương nhiên là cái đó là sướng nhất rồi, không phải làm gì. Nhưng mà chắc là mỗi người sẽ xét được cái mai cho mình á. Diễm Thi mà ở nhà là không bao giờ mà cảm thấy được mình được thoát ra khỏi bộn bề hết á. Không làm động tay động chân thì cũng phải suy nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Nói chung là chỉ có đi đến một nơi nào đó xa xôi thì mới là cảm thấy được thoải mái hoàn toàn thôi. Thiệt ra Tường Minh với chú Cơ giống nhau nhiều điểm lắm. Thứ nhất là có thể ngủ bất cứ ở đâu, ngủ bất cứ khi nào. Cái đó là khó lắm luôn á. Tường Minh khi mệt đó là có thể dừng xe lại, vô một cái chỗ nào đó, ngã ghế ra, nhắm mắt một chút. Trời ơi, còn mọi người đi ngang nhìn mình sao? Thôi còn sao đâu? Thôi, sao làm được? Tự nhiên ngủ giữa thanh thiên bạch nhật sao ngủ được? Nhầm nhò gì? Hạ ghế xuống, lấy cái mền chùm lại ngủ. Từ Minh ơi, nhớ có một anh trong đài đã chụp được cái tấm hình rồi mình đang ngủ rất là ngon ở trên xe. Đó có chuyện gì đâu, ngủ thôi mà. Không, em là rất là khó ngủ nha. Mỗi lần mà đi du lịch đến một nơi nào đó, ít nhất phải đêm qua đêm thứ ba em mới ngủ ngon. Đêm đầu, đêm thứ hai. Mà khổ đó. Đêm đầu, đêm thứ hai là chưa quen nơi nha. Qua đêm thứ ba ngủ ngon, qua đêm thứ tư nhớ nhà, ngủ không được. Vậy đó. Thì đêm thứ năm là lên biết cơ đi về nhà rồi. Thì đó, bởi vậy cho nên đi cả nguyên một cái chuyến đi chơi như vậy chỉ ngủ ngon được có một đêm hoặc là hai đêm, nhiều lắm là được hai đêm thôi. Dạ. Thành thử ra, thí dụ như là mình cần chợp mắt một chút xíu. Thí dụ như là đi làm về, là một phụ huynh thường là chiều nào cũng phải đi chơi thể thao. Thì đi làm về là mình mệt rồi, thì mình có đi chơi thể thao liền á thì nó có thể là mình bị không có sung sức. Thành ra đi làm về dặn con mẹ ngủ 15 phút nha. Thí dụ như là 5 giờ kêu mẹ dậy nha, thì ngủ 15 phút, nó canh đúng 5 giờ nó kêu mình dậy là mình thức dậy thoải mái được. Ngủ 15 phút đã lắm chứ, ngủ 15 phút nó chen. Nó thay đổi hoàn toàn mà luôn. Mình tịnh hẳn á, dù như mình lái xe mà mình đang mệt ngủ chừng 5 phút thôi là nó cũng hồi sức lại liền á. Dạ đúng rồi. Tỉnh táo ngay. Anh thử ra, ok, nói ra bây giờ bỏ hết, bỏ phone xuống, ngủ 15 phút, nhắm mắt lại ngủ, đúng 15 phút thức dậy, làm tiếp. Công nhận mỗi người mỗi khác thiệt ha. Đúng là mỗi người mỗi sở thích, mỗi người mỗi cái cơ thể, mỗi người cũng sẽ khác nhau nữa. Cho nên mỗi người cảm thấy là làm thế nào mình mới là thoải mái nhất. Đúng. Nhưng rồi. Mà cái đề tài ngày hôm nay có cái không thoải mái nè. Cái gì đây? Ủa bữa nay qua mất tới 18. Thôi vậy chắc mình vô phần 2 mình mới được vô đề tài. Vô đi, đó. Vô đi, vô đi. Đề tài của ngày hôm nay đó là khi mà ví dụ như vợ hoặc chồng của mình đó mà quan tâm tới mình nhiều hơn lúc bình thường, tức là lúc trước á. Có nghĩa là ví dụ như hồi xưa chú Cơ hay chị Tường Minh đi đâu thì cũng ở nhà cũng không có người hỏi là ở sao bữa nay đi về trễ vậy, tại sao bữa nay đi đâu hay gì đó. Tức là khi mà có vợ hoặc chồng của mình quan tâm tới mình nhiều hơn thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc hơn hay là mình cảm thấy bị gò bó hơn, khó chịu hơn? Cái đó là tùy theo cái tình cảm của mình đối với người chồng hay người vợ mình trước đó. Nếu mà trước đó mình thấy rằng là người ta
không yêu mình nữa. Bây giờ người ta quan tâm tới mình thì mình phải giật mình, có chuyện gì đây, phải không? À, thế cái tùy theo cái tâm trạng của mình, nếu mình yêu người ta hay là không yêu người ta thì mình sẽ suy nghĩ cái thái độ của họ. Khi họ đổi thái độ có nghĩa là có một cái việc gì đó xảy ra. Và mình không, mình... Diễm thì đang muốn hỏi đó là cái cảm giác của mình cơ, chứ không, bây giờ mình không có nói là lý do hay là nguyên nhân. Cái đó là... cảm giác của mình là mình phải biết rằng mình nghĩ rằng người ta đang có cái thay đổi. Khi không, người ta mình đổi thái bản độ. Thân mình, tức là chú cơ thích người ta quan tâm chú cơ theo cái kiểu là gò bó như vậy, hay là cảm thấy để cho chú cơ thoải mái tự do, chú cơ thích cái nào hơn? Không, thì cái đó là nó có từ trước chứ không phải rằng là có ngay cái khi mà trong nhà nó có sự thay đổi. Cái từ trước tới giờ, ví dụ như theo bề dày lịch sử theo cái ngày theo bề dày lịch sử đó, tức là mình trước đó mình có cái cảm giác mình muốn nhìn như thế nào. Cần hiểu đó, ý chú cơ. Và nói. Bây giờ đây người ta thay đổi một cái là mình phải ngạc nhiên. What happened? Nhưng mà rồi chú thích người ta thay đổi như vậy hay là không? Ví dụ hồi trước là người ta chưa có thay quan tâm, bây giờ người ta quan tâm chặt chẽ hơn, gò bó hơn, thì chú thích hơn hay là chú không thích thì hơn? Thì là có thể người ta lầm màu với mình vì người ta có sự thay đổi. Người ta siết chặt hơn. Không phải, người ta lầm màu với mình vì người ta đang có thay đổi và người ta sợ rằng mình sẽ biết. Người ta lầm màu với mình. Thành ra cái đó nguy hiểm lắm. Cái đó cũng là đáng sợ. Chứ không phải là mình cảm thấy hạnh phúc hơn vì được quan tâm hơn. Đầu óc của chú cơ mèn luân lạc, lưu lạc lắm rồi. Thành ra đừng có hỏi chú cơ mấy chuyện đó. Chú cơ có nhiều, gọi là có nhiều kinh nghiệm quá. Như là một cái câu chuyện đó thôi, nhưng mà nó sẽ đặt ra nhiều cái khía cạnh khác nhau. Cái như là không phải như là Diễm Thi hay là Tường Minh nhìn đơn giản, phải không? Đơn giản nó chỉ có một cái lăng kính màu hồng thôi. Chú cơ có nhiều cặp kính khác nhau. Chú cơ có kính màu nâu, có kính màu đen, có kính màu kính xám, tròn, kính vuông, kính trong nữa, nhìn mọi sự nó rõ lắm. Kính mà không có tròng nữa. Thì đó, nó clear lắm. Clear lắm. Thành thử ra chú cơ nhìn nó sẽ trần trụi hơn. 2713931 1560, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream của Facebook VietTV Network. Quý vị có thể comment ở phía bên dưới về đề tài của Diễm Thi đưa ra ngày hôm nay, là khi mình thấy cái người chồng hay là người vợ của mình bỗng nhiên là thay đổi, quan tâm tới mình nhiều hơn, coi như là siết chặt vòng vây lại đó, hỏi chứ đi đâu, giờ này chưa về, đúng không? Quý vị thấy cái điều đó là quý vị hạnh phúc hay là cảm thấy là nó... Gò bó buộc quá. Mình cũng có một cái cô bạn này, thì đối với Tường Minh đó, thì Tường Minh thấy cổ rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Mình ở ngoài mình nhìn vô đó, mình thấy trời ơi, coi như là cô đi đâu chồng cổ cũng chở hết á. Coi như là đi từ tiệm mà đi qua cái phòng mà xa thôi, anh chồng anh cũng chở, anh trớp xuống, rồi cổ làm xong thì gọi anh chồng anh tới anh đón về. Mình thấy, ôi sao mà trong đời có một người phụ nữ mà được chồng thương, mà chồng cứng, mà chồng chiều. Như vậy mà gọi là thương hả? Thương. Con thấy như vậy con rất là thích luôn. Trời, cổ nói muốn đi đâu là anh chồng anh chạy ra anh chở đi à? Thì... Tại không biết lái xe phải không? Không, cổ lái xe được. Cổ lái xe được. Hay là thí dụ như rủ đi boring. Chơi vũ cầu. Thì đó, rủ đi chơi vũ cầu. Xa thì cả xa. Anh chồng thì không có chơi, chị vợ thì chơi. Anh chở chỉ lên đó, xong anh ngồi anh đợi 2 tiếng đồng hồ chỉ chơi xong anh đón về. Mình nói chứ trời, sao có một người đàn ông mà thương cái người vợ của mình kiên nhẫn như sợ hả? Dễ sợ như vậy thiệt luôn á. Vậy bây giờ tôi mới hiểu rằng là có lẽ rằng tôi không nên lấy vợ. Nhưng mà cổ nói chứ chị ơi, em nhiều khi em thấy nó hơi tù túng. Tù túng. Đúng. Em có cái gì riêng, em có bao giờ em có một cái riêng, em có được đi riêng bao giờ đâu. Ủa, trời đất ơi, người phụ nữ nào hay quá vậy. Thì, nhưng mà mình thật ra nhìn vô thấy như vậy thì sung sướng thiệt á. Sướng chú còn gì sướng bằng, thí dụ như chú đi tiệc về có anh chồng mình chở về, mình ngồi cái bên đó mình mệt rồi đúng không, mình ngồi cái bên mình bấm phone, mình tha hồ, mình lướt Facebook, hay là mình mệt quá mình ngủ, anh chồng mình lái. Còn sướng mình quá. Đi tiệc trong quần còn phải là tự lái áo, xe về nữa. Quần dài áo ngắn rồi cái phải tự lái xe đi vất vả lắm chứ bộ, xong rồi về cũng không đi vô tiệc mà người ta có lỡ mời mình uống một tí thì mình cũng không dám uống nữa, tại hồi mình phải lái xe thiệt luôn á. Mời một khán giả kế tiếp, đầu tiên trên đường dây chứ chưa có kế tiếp. 3375
Hello. Dạ. Dạ mời anh. Dạ. Dạ. Mình tên là Lâm. Dạ anh chào anh Lâm. Sống. Anh ở đâu anh? Mình nghe cái mình nghe cái chương trình này mình cũng thấy nó vui vui. Nó vui chỗ này nè. Nhiều khi nó có hai cái phần. Một phần thì người đàn ông nó quá gìn giữ. Cũng có một người, cũng có nhiều đàn ông người ta thương thiệt. Cho nên mình không có, nhiều khi mình không có xác định được là cái người đó như thế nào. Chừng nào ở trong nhà người ta mình mới biết được. Dạ. Đó. Nhiều khi mình hồi xưa mình cũng vậy. Vợ mình 6 năm không lái xe. Trời ơi. 6 năm không lái xe. Đến chừng mà lái được rồi á, nó khỏe gì đâu. Nó khỏe gì đâu. Thích nghe chữ khỏe của anh chứ sao. Đó. Đó thì mình không hiểu. Ở ngoài nhiều khi mấy người mà về Việt Nam cưới vợ hơi lớn lớn tuổi thì sợ qua đây thì nó có vấn đề. Thật ra người ta nhiều khi người ta chịu khó người ta đi giữ. Phải không? Mình cái này có phải có phải có nhiều người đó chứ. Ồ cái anh này anh sợ mất vợ nên anh theo đi giữ. Nhưng mà từng mới thấy đâu có gì đâu mà sợ mất. Tại người ta thương quá thôi. Vậy, vợ mình thì vợ mình chứ đâu đâu mất mình chứ sao sợ mất. Đâu phải món đồ đâu mà có người ăn cắp. Việt Nam mình á, nhiều khi mình nói xin lỗi Việt Nam mình có một cái tôi rất là nặng. Dạ. Chưa đi đến mà đã quyết định người ta lên như vậy rồi. Việt Nam mình nuôi có cái to như vậy. Cái gì của mình là của mình. Dạ. Yeah. Mà cái gì mà không phải là của mình giữ đi. Giữ cỡ nào cũng mất hết chứ. Nó như vậy thôi. Tại vì không có hết duyên hết nợ thì biết sao giờ. Dạ. Yeah. Còn duyên còn nợ thì gán nhịn nhục với nhau sống. Nếu mà hết nhịn nhục là tất nhiên là hết duyên, hết nợ rồi đó. Dạ. Yeah. Chứ hơi sức nào mà đi giữ, trời không ơi. Không phải đi giữ đâu, tại người ta thương. Tại người ta quan tâm. Dạ, người ta thương vợ người ta nên người ta đi theo, người ta đưa, người ta đón. Chứ nói mà đi giữ, giữ gì. Bây giờ gì bây giờ em đặt ra cho anh một cái câu chuyện nè mà em từng là ở trong cái tình huống như vậy luôn. Ba bốn cô gái, bạn gái đi chơi với nhau, xong rồi tới 11 giờ. Là trong đó điện thoại của một hai người reo thôi, còn một hai người không có reo. Một hai người thì điện thoại reo lên hỏi, sao giờ này em chưa về, sắp về chưa? Còn mấy cô còn lại á thì chồng không gọi gì tới hết. Vậy thì theo anh thì thấy cô gái nào hạnh phúc hơn? Cái cô gái được chồng gọi đến hạnh phúc hay là cái cô gái được chồng không gọi đến hạnh phúc? Cái đó là khác à. Dạ. Cái đó là khác à. Cái đó là tại vì một người ở nhà, một người đi chơi. Dạ. Cái đó là khác nữa. Cái đó là tất nhiên là thấy vợ về hơi trễ, hơi khuya thì nhiều khi vui với bạn bè từ nào giờ không biết... uống miếng rượu, miếng trà, nhiều khi uống rồi tỉnh rồi sao. Cái đó là chồng hỏi là đúng. Nhưng mà có nhiều người không có hỏi. Nhiều người không có hỏi là người ta cứ nghĩ là vợ mình an toàn quá thì người ta không hỏi. Sao trước giờ không hỏi mà bây giờ hỏi mới là nói lại cái chuyện đó. Sao trước giờ là thả lỏng luôn, là muốn đi đâu đi. Giờ cái tự nhiên cái bài đặt hỏi. Tự nhiên cái giờ bài đặt hỏi. Vợ mà làm như là chó mèo gì thả lỏng, thả lỏng. Cái hỏi. Dạ. Cái hỏi đó đó, cái hỏi đó cái an toàn cho họ đó. Dạ. Đi hay là về hay là chưa về. Dạ. Đó, cái an toàn. Nhiều khi mấy ông già ở Mỹ nói, cái mày ngu quá à, cái cũ không đi sao cái mới nó về. Đó. Đó. Mấy ông già dịch đó cũng vậy đó, nói chuyện nhiều cái đó. Nhiều cái nó kỳ quá, mình không có hiểu nổi. Dạ. Trừ ra vợ mình hiểu, thí dụ nhiều khi hiểu được với nhau là may mắn rồi. Dạ. Một người hiểu một người không á. Một người hiểu và một người không á thì nó rất là bối rối, nó còn mệt mỏi lúng túng rồi. Còn đó mà hai người yeah. Hai người mà hiểu với nhau á thì nó khỏe lắm, có người khỏe đó chăng luôn. Dạ. Nha. Nói đi chị. Có người nói á, vợ em đuổi nó còn không đi nữa là sợ gì. Ở Mỹ này ai đuổi ai á, đuổi nó còn không đi nữa là có nó chứ nó sợ. Ở Mỹ này ai đuổi ai á
tôi nghe toàn là hả, đàn ông có cái vali ở ngoài không à, chứ có nghe người phụ nữ mà có cái vali ở ngoài đâu. Thôi đi, chồng em toàn là đuổi em không nè. Trời ơi trời, 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 trời. Chồng em mà đuổi, chồng em mà đuổi em qua nhà anh. Anh trả lời vậy đi. Là sợ liền tại vì là lúc này á là mình mở miệng là mình cháy nhà sao. Chị tự mình cứ suối bậy, bày đặt suối bậy. Anh làm rất là sáng suốt. Không phải, hồi nãy chị vợ của anh Lâm nhắn tin cho em nói Diễm Thi thử anh Lâm giùm chị đó, nên em giả bộ em hỏi thử coi anh sao mà anh vẫn sáng suốt. Mai mốt có đề tài thử đó. Không, mà mình cũng có nhiều cái trò này lắm rồi đó. Dạ. Mình có nhiều cái trò này lắm mà cái quát giang, cái quát giang của mình đó là tự động cái người này lại mà mở đường cho mình, bật đèn cho mình là cái người này như thế nào rồi mình bỏ qua một bên luôn. À, thật sự ra là phải cảnh giác liền phải không anh? Dạ dạ dạ, tại vì đâu có bật đèn cơ khơi ở Mỹ này, đâu có ai bật đèn cơ khơi. Bởi vậy nãy em vừa nói ra xong anh cảnh giác, anh tỉnh táo liền thấy không chị? Tại vì á là bữa nay đi là có cổ ngồi cái bên. Không, bữa nào mà không có cổ ngồi cái bên thì anh thấy khác. Cái lòng của mình mà nghe nó một người phụ nữ mà hả ngồi mà được đến với mình mừng lắm á, mà điều mình không dám nói thôi chứ. Mình không dám cục mè thôi. Anh Lâm nói chứ là anh mà nghe là cô nào bị đuổi anh mừng lắm, tại vì anh có cơ hội rước về. Để không có đâu, không có cơ hội đâu, mình anh hết cơ hội rồi. Anh hết cơ hội rồi. Thôi vậy anh tự biết mình vậy tốt anh dạ. Dạ, mình biết. Không có khả năng rước về mà mình ham hố tốt đâu. Cảm ơn. Buổi sáng rồi có. Cũng buổi sáng mà có cái cà phê sáng này nó cũng đỡ buồn á. Đúng rồi anh. Đúng. Xa quá. Dạ. Cảm ơn anh nha. Vui hơn đó. Dạ. Okay. Chào mọi người. Mốt có chuyện gì vui vui nhớ gọi vô kể nha anh Lâm. Cái vấn đề là Diễm Thi nói là đó giờ không hỏi gì hết trơn á. Tự nhiên giờ cái hỏi sao giờ này chưa về, mấy giờ về, nọ kia cái nọ quan tâm ở đi ai đó. Dạ đúng hết trơn á. Dạ sao mặc đồ này đó, tự nhiên hỏi vậy đó, cái mình cảm thấy là ồ bây giờ mình được quan tâm hơn, được yêu thương hơn, mình cảm thấy hạnh phúc hơn, hay là mình đã quen với cái chuyện mà thoải mái rồi bây giờ mình cảm thấy bị gò bó. Dạ thì quý vị cảm thấy như thế nào? 7139311560 có phải em nằm trong số được chồng thương hay không, nhưng mọi chuyện chồng em đều làm cho em tất cả. Vậy thì có giống như cái trường hợp đầu tiên là từng mình nói là đi đâu làm gì là chồng cũng chở đi hết không? Không có rời nửa bước anh chồng, anh đi theo. Ví dụ như mà đi shopping, anh ngồi, anh chờ. Vui vẻ nha, không phải là câu có đâu. Người ta tự nguyện mà. Vì cái đó là thương đó. Hồi xưa tôi có dịp đi đón một cặp vợ chồng. Đến khi đón người ta tới đó thì thấy ông chồng mở cửa cho người vợ lên xe. Mặc dù mình là tài xế nhưng mà ông mở cửa cho người vợ lên xe trước. Rồi sau đó ông mới lên ngồi với mình. Thế mình hỏi, trời đất ơi anh, man, lịch sự quá vậy. Ông bảo, trời ơi, trên đời nó chỉ có hai trường hợp mà người đàn ông mở cửa xe cho người đàn bà lên trước mà thôi. Đó là một là cái xe đó mới, hai là người đàn bà đó mới. Trời ơi là trời. Một giả trên đường dây. Đau lòng hết sức à. Dạ chúng tôi xin chào. Dạ xin chào cà phê sáng. Dạ chào anh. Theo em thấy trời ơi, lúc mà kể chuyện như vậy đó, không biết có cái người mà được trả đi đó, rồi ông chồng đợi rồi như vậy là ới một cái là chồng tới. Vậy là của anh đó làm nghề gì vậy? Thưa anh, thưa anh, trên đời mà nếu mình cứ tin như anh vậy đó là thôi. Không, thì là thiệt chết. Mà có thể ai nói cũng tin như vậy là thôi anh chết. Anh này anh làm chủ, có nhân viên làm, thành ra anh cần thì anh xách xe anh chạy vòng ngoài, anh chạy ra ngoài thì đi đón được thôi. Có dạ. Thiệt mà chú. Chuyện, chú cứ đa nghi à? Còn em thấy hả, đôi khi đó đang bận làm này làm kia thôi, kêu thôi vợ làm này làm kia dùm đi chứ, cái lúc cái gì cũng bắt sai là làm sao làm nổi. Trời ơi, một người chỉ có
hai tay hai chân có 24 tiếng thôi, mà làm sao mà ai giữ ai làm gì chứ, mệt quá trời. Đúng rồi, ai giữ ai làm gì. Nhưng mà thí dụ như tự nhiên đó, bà vợ anh bà họ bắt đầu tự nhiên hồi trước giờ thì bà thoải mái lắm, nhưng mà tự nhiên bây giờ bà hỏi giờ giấc, bà quan tâm xích sao hơn thì anh cảm thấy vui hơn, tại vì anh được vợ quan tâm, hay là anh thấy là như vậy là hơi bực mình? Ồ thì chuyện chị biết rồi, ở bên Mỹ này á, nếu mà đi làm cái job bình thường thì ngày nào cũng như ngày nào thôi, giờ nào là về là về. Rồi đôi khi á hả, bây giờ ai ở Houston thì cũng biết rồi, ngày càng đông thì hả, xe càng ngày đôi khi đi về có hơi có vấn nạn tí thì là trễ 1 tiếng 2 tiếng hồ là chuyện thường rồi. Gì mà trễ 1 tiếng 2 tiếng chứ vậy? Kẹt xe cũng phải 15 20 phút thôi chứ. Em ở đâu mà tiếng em tiếng thấy 15 phút là có chuyện rồi. À. Về trễ 15 phút là có chuyện rồi, đòi trễ 2 tiếng là thiệt. Ồ nếu mà chị nghĩ coi có cái đoạn đường nào mà em hả đi làm về mỗi lần về mà đúng ngay giờ cao điểm. À, bình thường á hả có thể về nhà tới 6 giờ, nhưng mà đôi lúc á hả nó bị kẹt chỗ này chỗ kia rồi đi nguyên cái đoạn đường luôn á, cả 2 tiếng sau mới về tới nhà đó, thì cũng lịch bình thường thôi. Dạ. Đâu có gì đâu. Không, bình thường thấy bình thường, mà có một ngày nọ thấy không bình thường thì lúc đó là sao? Ngày nào cũng ôi, kẹt mà, xe hết. Nhưng mà đâu có thể nào chạy thoát được đâu chị ơi, bây giờ hả có tin tức theo dõi theo gì, biết mình đang ở đâu làm gì và phía nào nữa, làm sao mà trốn cho được trốn. Trời ơi, thời đại văn minh mà bọn anh có ý định trốn hay sao? Không, thầy đã trốn rồi mà không được. Dạ. Thôi định trốn mà trốn không được. Dạ. Dạ. Trốn thì hả vui đâu hay gì á, kêu ủa sao ở đó lâu quá thì chưa về chưa gì là biết liền cái gì đâu. Ai biểu xài chung một hãng iPhone, điện thoại iPhone, người xài iPhone, người xài Samsung đi. Nhưng mà cũng vẫn có cái cách theo dõi à chị à, không có thoát. Có chứ, thiếu gì cách trên đời. Dạ em với anh. Chị theo dõi anh bằng cách nào vậy em với? Dạ. Dạ, thì đó, vậy thôi, minh bạch mọi thứ là tốt nhất. Yeah. Với lại lúc mà buổi sáng em nghe cái tin gì đó là năm tới năm 2030 đó thì có xe lái tự động tự gì rồi thì thôi kêu xe tự động lái đi, còn bất đắc dĩ quá thì kêu Uber lái cho nó chắc ăn thôi, gì đâu. Yeah. Nhậu nhẹt, nếu mà muốn nhậu nhẹt là tha hồ vô tư vô gì thì thôi, đừng mắc ông chồng á lôi cổ vậy. Ủa như vậy là mấy người đó không có con, có không gì phải đâu, không phải bắt đâu, không phải bắt chồng, tại cái người chồng họ muốn. Chứ cô vợ cô đâu có bác, cô có thể đi một mình được. Nhưng mà anh chồng nói không, em đi thì anh chở em đi. Chứ em không có đi một mình, nó không có an toàn. Dạ. Tại chồng thương mà. Chồng thương mà. Trời, nhưng mà cái cô đó ngược lại cảm thấy có bị gò bó, bị gì thì sao? Thì đó, cho nên em mới đặt câu hỏi nè. Riêng nha. Dạ. Cho nên mới đặt câu hỏi đó. Cái vấn đề là mới đặt câu hỏi đó là vậy thì có cảm thấy gò bó không, hay là vậy thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Và tự dạ. Mình thì thấy rất là hạnh phúc luôn, trời sung sướng gì bằng nữa. Tại chứ tự mình không được không được thì mình thấy thèm muốn chết luôn. Thôi nhưng mà như vậy chị nói vậy thì mai mốt kêu anh xá chị làm đi được chết liền. Kêu được đã kêu rồi. Kêu được thì đâu có ngồi đây thèm. Nhưng mà lúc mà chị bắt đầu mà được trong cái tình trạng đó là chị nghĩ lại nghĩ khác nữa, thấy không? Dạ, đây sẽ mai mốt được đi rồi biết. Còn bây giờ thấy thèm. Cảm ơn anh Sơn nha. Cảm ơn anh Sơn. Chúng tôi chuyển thời gian sang một thính giả kế. Dạ, xin chào. 0642. Dạ. Chào anh chị. Chào anh. Tôi thì khác mọi người. Tôi thì tôi đi làm về thì tôi đi ăn đi nhậu thì tôi cũng không có phải gọi cho vợ. Tức là không trình báo. Dạ. Không, tôi không trình báo với ai hết á. Dạ. Tại vì tôi đi đâu là ok là tôi đi, mà nếu mà nhớ tôi thì cứ gọi tôi. Đó. Nhớ tôi cứ gọi hỏi tôi đang ở đâu, và tôi nói tôi đang đi làm về, tôi vô quán nhậu tôi ngồi tôi nhậu với bạn bè. Rồi ok, hỏi nhậu chỗ nào tôi cho chỗ, muốn chạy tới thì cứ chạy,
không sao hết, à, không có gì phải giấu giếm, mình đàn ông mà mới phải giấu giếm. Dạ. Dạ. Rồi có lúc có nhiều khi á, có lúc nhiều khi tôi đi nhậu về thì vợ tôi thì nó cứ cho tôi ăn chầu hoài à. Thì tôi nói ok, thì lâu lâu đi chơi với nhau thì dĩ nhiên phải có thời gian chứ. Lâu thế nào mình đi nhậu mà có thể mà giống như uống cà phê mà uống ngồi nửa tiếng là xong đâu. À, cũng phải ngồi 2 tiếng hoặc 3 tiếng. Rồi nhiều khi về cứ ràm hoài cho tôi ăn chầu hoài, tôi ra sau tôi lấy chai nước lạnh á, tôi kêu em cứ uống thoải mái đi. Đó. Vậy thôi. Ăn chầu là gì? Ăn chầu là nhảm á. Cứ ràm hoài á. Nhai xuống luôn. À, rồi sau này bắt đầu Si cũng vậy. Si ví dụ như Si có đi làm về, Si có bạn bè này nọ, Si đi chơi á, Si đâu có gọi mình đâu đặt tầm gọi. Ví dụ Si đi làm về mà hơi trễ là Si ví dụ Si đi chơi đi. Si đi chơi thì ok, Si nhắn tin cho nó anh ơi em đi chơi với bạn em đó, rồi có uống ít bia rượu thì mình chỉ nói thôi, mình nói ok thì em đi chơi nhưng mà đâu sao đâu. Thì anh đi chơi được, em đi chơi được thôi, cái đó là bình thường thôi, nhưng mà uống bia uống rượu cẩn thận chị xe thôi. Công nhận mình nhà nói này sướng thiệt nha. Dạ mình nói câu nữa là rồi thường thường đi nhậu mình tâm lý đi nhậu là không có ăn nhiều, á là toàn là uống bia uống rượu rồi này nọ ngồi này ấy thôi. À, ăn ít thì nó em muốn ăn cháo thì có anh nấu em nồi cháo vậy thôi. Đơn giản. Lý tưởng thiệt luôn. Quá trời là. Qua có lại chứ, mình sống nam nữ bình đẳng mà, mình có qua có lại chứ, mình đàn ông mà nói nhiều khi mình cũng phải thoáng chút xíu. Đàn bà thì cái tật người ta vậy rồi, ăn chầu nhâm nhai nhanh nhãi hồi xưa giờ vậy rồi, nhưng mà mình phải biết cách mình trị. Lần sau em sẽ làm đề tài á, là làm thế nào để chị các bà mà nhai trầu nha, rồi anh nhớ gọi vô cho vài trang nha, chia sẻ cho các ông ấy chứ. Đúng rồi, mình cứ tâm lý thôi đó, mình cứ làm nhẹ nhàng. Khoan nói đã, để dành tới chương trình mà chị cách nào để trị những người nói dài nói dở đó thì em sẽ mời anh gọi vô để mà chia sẻ cách nào để trị những cái chứng đó ha. Mời một thính giả trên đường dây. Dạ chào chú cơ, chào chị Tường Minh, chào chị Vĩnh Hy. Dạ chào anh Bảo. Ồ dạ thật sự cái sự thay đổi nó cũng tùy theo trường hợp đó, cho chú Phong Cơ, chị Diễm Hy và chị Tường Minh. Dạ. Đó tùy theo trường hợp, giả sử như cái người chồng hồi nào giờ ăn nhậu say sưa rồi tự động trải qua một cuộc đổi đời sau cái nhậu, thì tự động họ biết lo cho vợ lo cho con. Đó thì nói chung là chỉ có người trong cuộc họ mới biết là có hạnh phúc hay không thôi. Nhiều khi mình nhìn ở ngoài mình cứ nghĩ vào sao người này quá lịch sự, quá nice với vợ mình, nhưng mà đâu biết được quá khứ của họ như thế nào. Rồi cũng có những người hồi nào giờ không lo cho vợ, và tự động có một ngày nào đó rồi lo cho vợ, săn đón vợ cũng như là mà dĩ bất rừng mà mới vết được vậy đó. Nhưng mà thật sự phía sau lưng dĩ bất rừng đó nó còn tô phở nữa. Trời ơi, phải dừng lại chỗ dĩa mứt gừng có bộ ngon không? nên tại vì Bảo thấy giống như hồi nãy chị Tường Minh với chị Vĩnh Thi có nói là vợ muốn đi shopping, vợ muốn đi đâu thì đi. Mà có một gia đình đó, canh đó, thì hãy mà vợ kêu đi chạy nó không được, vô cả vô shopping nữa, mà vô shopping vui vẻ lắm nha. Mà tuần nào mà không đi shopping đó là ông Tầm ông còn ngắt nữa mà. Đó. Khi mà nhắc vô nhưng mà anh ta chỉ vô chỉ ngồi có một chỗ đó thôi. Đó. Thì thật sau này mới phai ra được là anh ta ngồi đó giết một quen cái cô bán cô bà ở trong cái mò đó. nên thật sự khi mà người chồng mà tự động thay đổi hoặc là quan tâm đến người vợ, thì nếu mà giả thì từ lúc mà lấy nhau cho tới lúc mà về xa mà vẫn như vậy á, thì cái đó là cái chuyện, đó là chuyện đáng mừng, đó là một gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng mà bỗng như một ngày nào đó trời chở gió, ông chồng ông không thay đổi, ông lo cho vợ, thì người vợ nên đặt một cái câu hỏi, tại sao đó.
nhưng mà đừng đừng cũng như là mình đừng có ý y quá, rồi hoặc là mình đừng có nói là chắc ông này không có vấn đề gì, ông mới thay đổi nè. Nếu mà mình sẽ càng đi xét, càng tìm hiểu nhiều mà mình hỏi ông tầm hoài á, thì tự động ông sẽ bực bội. Đó. Ừ. Thì theo Bảo nghĩ, cũng có những gia đình người chồng rất là nice từ lúc mà lấy gia đình cho tới khi mà người vợ mất luôn. Tại vì Bảo có Bảo ở xóm Bảo ngày xưa có chú đó là chú Tư, chú rất là thương vợ, đi đâu là cũng chở vợ đi hết, mà vợ làm cái gì cũng không cho vợ làm hết trơn á. Thế mà vợ muốn làm cái gì, nhồi bột, tại vì ngày xưa thím ở Việt Nam là thím chuyên môn làm bánh in nướng, thì chú cũng nhồi bột, chú cũng làm hết tất cả mọi thứ. Thím chỉ có việc là nói anh ơi chín rồi, thì tự động là chú lấy trong trong lò ra. Và tới khi mà chú thím đi qua vượt biên qua đây xong, rồi sau đó Bảo vượt biên qua đây, rồi Bảo tình cờ gặp là chú thím, thì cũng vẫn như ngày nào đó. Cho tới ngày mà thím mất đi thì Bảo cũng tới đi đưa đám thím rồi, thì chú cũng kể lại những cái gì như là cũng giống như cái ngày đầu tiên vậy đó. Dạ. Đó, thì Bảo thấy được gia đình ngưỡng chú đó dễ sợ luôn. Quá là ngưỡng mộ. Dạ. Đó thì Bảo nói trên thế gian này cũng có những gia đình rất là mình rất là ngưỡng mộ, nhưng mà nói chung cái gì nó cũng phải có cái mức. Nếu mà người chồng tự động thay đổi 180 độ thì xin các cô hãy make the question. Tự nhiên mà đó giờ không quan tâm gì hết, tự nhiên cái giờ cái hỏi đi đâu về đâu, giờ đang ở đâu, giờ kiếm chuyện quan tâm. Nhưng mà thật sự khi mình sống ở Mỹ này nó có một cái hay, hoặc là bất cứ mình sống ở đâu cũng được, tại vì bây giờ thời thế là technic hết rồi, là tự động cái form mình cài vô là share location, nên là tự động mình biết ông xã mình hay là vợ mình ở đâu hết. Mọi rồi người ở cao có chịu share cho mình đâu mà mình coi. Đâu phải ai cũng có share đâu mà share cho anh để cho anh coi đâu. Dạ. Bây giờ chị Tường Minh cứ nghĩ đi, khi người chồng mà họ đi ra giường cắt cỏ đi, hoặc là họ lạc cũng có một giây phút nào đó họ để cái phone trên bàn, ít nhất cũng được 5 phút, mà chị Tường Minh làm có đó trong trong là 1 phút thôi. Thôi, người ai mình làm vậy? Người mình lịch sự, mình đâu có xì bai đâu. Đúng dạ, rồi. Mình đâu có xe hả xe không xe hả thôi kệ. Chứ ai mà spy phone của chồng của vợ kỳ. Anh Bảo bị bắt quả tang nha. Đường chính chính này mà tự nhiên cái này làm chuyện lén lút coi sao được. Xe coi không xe thôi. Xe coi không xe thôi, đúng rồi đó. Quá dần luôn. Không thì mình cũng lựa cách mình nói với nó, ngủ nhiều khi nửa hôm nửa khuya bị cái gì rồi sao cho chú Phong coi. Dạ. Dạ, không thật cái này sẵn đây Bảo cũng nói luôn. Là cái trường hợp share location nó rất là hay. Tại vì Bảo thấy có một cái trường hợp nha, thì Bảo mới đi đã hôm vừa rồi nè, thì anh chồng anh đi làm, anh đi làm rồi vô hãng xong rồi cái hãng mới kêu anh đi lấy đồ, mà khi lấy đồ xong từ 10 giờ sáng mà cho tới lúc mà hãng đóng cửa luôn mà vẫn không thấy anh về. Rồi người vợ ở nhà thì thấy vợ người chồng giờ đó phải về rồi mà vẫn không thấy về đó, cho tới khi mà gọi cảnh sát thì cảnh sát mới lần theo cái số phone, thì lúc đó là biết người chồng bị chết đột quỵ ở trong một cái parking của chợ. Đó. Wow. Thì lúc đó thì chú Hậm Cơ với chị Đường Minh với chị Vinh Thi cứ nghĩ đi, nếu mình có xe cái xanh cái đó thì tự động người vợ hoặc là người phó ngẫu của mình biết mình đang ở chỗ nào liền, phải không? Dạ, nhưng mà cứ biết là cũng chết rồi, dạ, đâu giúp được gì đâu. Nếu mà câu chuyện này mà biết và chạy tới mà cứu được ảnh sống vậy á, thì mới biết, còn trước sau gì là người ta cũng phát giác ra nữa đó. Anh kể câu chuyện này xong mấy lần đó, xe cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Xe cũng đâu có ý nghĩa. Ông nói vậy thôi chứ thực ra đôi khi có nhiều tình huống xe giúp được chứ. Ví dụ đang mà chết xe, chết máy xe giữa đường hay gì đó. Nếu mà chạy tới rồi xong rồi đem ảnh vô bệnh viện rồi cứu được mạng của ảnh là em về em bắt xe liền luôn. Phải có happy ending ha. Ừ, happy ending chứ. Tới cũng tìm được cái xác thôi thì từ từ cảnh sát cũng tìm ra thôi à. Nên bữa nay em mới tìm được một câu trả lời cho em là không bao giờ cãi lại chị Tường Minh. Hay quá anh Bảo ơi. Dạ, con xin chào chú Phong Cơ. Chào anh Bảo. Dạ, chào anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo, chào anh Bảo cho vui. Dạ, chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả kế tiếp.
Hello. Dạ, xin chào. Ok, tại vì bữa nay Tính Hồng gọi vô mà cuối cùng rồi nghe cũng có cái đề tài cũng liên quan với cái trip vừa đi về, thành ra tôi xin chia sẻ trong 1-2 phút. Dạ. Là cái vụ mà bữa nay là Diễm Thi, đề tài Diễm Thi đó. Diễm Thi biết là tôi là ai rồi, tôi là chú Út nhỏ. Dạ, Diễm Thi chào chú Út nhỏ. Giờ rồi, tôi mới đi chào anh Phạm Cơ. Dạ, chào anh. Cô Thường Minh và cô Diễm Thi. Dạ. Thì mới vừa đi tiếp qua Cali để thăm ông anh họ cách mấy chục năm từ hồi ở đảo mà đi qua tới nay mới gặp lại, mừng quá. Thì tôi ngạc nhiên ở chỗ mà ảnh hồi xưa là ảnh không có worry gì tới bà xã nhiều. Tức là ảnh hồi xưa tới từ hồi thời mà khổ cực ở quê nhà tới giờ là tôi biết ảnh đâu. Mà ảnh sung sướng vô cùng, mặc dù nghèo cũng sướng mà giàu. Bây giờ thì thoải mái qua đây, thoải mái mấy đứa con làm ăn là tốt thì ảnh thoải mái, ảnh sung sướng nói gì. Nhưng mà hồi nghèo ảnh vẫn sung sướng như thường. Còn bà già thì tội nghiệp bà già cực khổ lắm. Từ hồi qua đảo cũng cực khổ tảo tần mà. Tới mà buổi sáng mà tụi tôi đi xuống biển mà giác cát về để cho bà làm giá, rồi bà đem ra chợ, bà bán lấy tiền rồi về bà kho mua cá và kho cho tôi ăn. Mà lúc ở đảo bà ăn đồ hộp và ngán luôn. Bữa nào mà được ăn mà cá kho tiêu đồ giống ấy là thích lắm. Mà bà ở đảo bà làm vậy là tới chừng ở đảo mà bà đi rời đảo bà còn dư được cái chỉ vàng nữa. Rồi bà cho tôi 10 đồng bỏ túi để qua bên bên Mã Lai á, trên cái đường mà sắp đi qua Mỹ á, là tôi có 10 đồng bạc để tôi mua tem gửi thơ cho bạn bè bên Mỹ. Thì tôi cảm động vô cùng. Cái đó là mà bây giờ bà bây giờ tới ảnh bây giờ ảnh 95-96 tuổi. Ủa 85-86 tuổi mà vẫn còn sáng suốt, còn lái xe rồi ngon lành. Mà kỳ rồi là ảnh mổ, bị mổ cái gì đó là tôi tưởng đâu là chết rồi, tôi mới qua thăm ảnh. Mà giờ thấy ảnh khỏe và cái tinh thần ảnh còn thoải mái, tôi mừng ghê. Chứ nhớ anh cũng vẫn còn sáng suốt, còn chị chú, thì hơi là... Chú kể chuyện hơi lâu á, bây giờ trở lại cái vấn đề đi. Dạ. Thì cái lý do được kể là bây giờ người chồng, người vợ mà người ta sẽ thay đổi, thì ông đó đã thay đổi tính hay giống như cô Diễm Thi á, thì tôi nói chút xíu đó để mà chia sẻ với tôi. Dạ. Còn nếu tôi thấy nó giờ mất thì giờ ok, tôi cảm ơn. Không phải, mình muốn lái lại đi theo cái chủ đề một là... Một đề tài là tâm lý về xã hội, dạ, quần chúng, tâm lý quần chúng lúc của già. Đó, thì, tại vì tôi là bây giờ tuổi thì thai rồi. Thì là già mới là quan tâm tới chợ vợ. Khi mà già mà thay đổi mà quan tâm tới chợ vợ là chuyện bình thường đúng không? Nhưng mà dạ, khi mà dạ, trẻ mà tự nhiên, bỗng nhiên một ngày tới, đó... Tới gần lúc ra đi rồi, người ta sống có tình có nghĩa. Còn những người mà sống có nghĩa tôi không dám nói. Ok. Okay. Vậy là những ai mà thấy chưa có quan tâm vợ là biết còn lâu lắm. Phải không chú? Phải đợi tới retire. Dạ, retire rồi. Hơn thế nữa. Dạ. Cái đó thì tâm lý cũng tùy theo mỗi người. Tôi thì không dám. Tôi không phải là một nhà tâm lý học cho nên tôi cũng không dám nói nhiều. Tôi chỉ chia sẻ bằng những cái gì thực tế tôi chứng kiến và ngay cả như cuộc đời tôi cũng vậy. Thì tôi có thể chia sẻ gì thì sẻ. Còn đối với chị còn trẻ sau này thì tôi không dám nói. Tại vì quý vị bây giờ tuổi trẻ hay là lớp sau, người ta nói là giữa đại dương đợt sống sau, nó đùa đợt sống trước mà. Bây giờ anh Út nhỏ thay đổi nhiều. Tôi nhớ hồi mà cà phê sáng và mới có là anh rất là mỗi lần anh gọi vào anh rất là hùng dũng mà. Phải không chị Tân Minh? Đúng rồi. Phải không? Chứ bây giờ có vẻ đầm quá. Bây giờ lờ đờ quá, đầm quá. Nhớ là chú Út nhỏ còn cho đánh lớp nữa. Hồi mà mới cách đây là khoảng chừng chưa tới 10 năm đó. Là rất là dữ dội. Mới cho chị Tân Minh bông sữa đũa chuyện trên cà phê sáng là ghê gớm lắm. Dạ. Tại vì thấy bông sữa đũa trên bàn mà không biết qua. Chú Út nhỏ đó. Cảm ơn chú Út nhỏ nha. Là tôi biết anh nói chuyện là hồi xưa là anh cũng có gốc thiền bên Phật giáo, tôi cũng vậy, tôi cũng có gốc thiền.
Cho nên mỗi ngày là mình phải thay đổi, mình phải tiến bộ về mọi mặt khác. Dạ. Yeah. Bây giờ anh vậy? Tôi thấy anh thổi luôn cho có tiếng đâu. Hồi xưa anh hùng dùng là cái gì anh cũng là sống vào hết, còn bây giờ anh nói chuyện như là mặt biển nước hồ thu rồi chứ không có nói chuyện như là biển dày sóng nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà có cái lùi ấy là tiếng đó anh. Lùi ấy là tiếng. Là cái, để chuẩn bị lùi một bước mà tiếng hai bước đó. Dạ. Yeah. Lùi lấy đà. Lấy đà. Bữa nào tôi hôm qua tôi có gặp cô Diễm Thi rồi mà không gặp anh Cơ. Hôm qua tôi có xuống đài phát thanh á, nhưng mà không gặp anh Cơ. Bữa nào tôi mời anh Cơ đi uống cà phê ở cà phê sandwich, gì đó, Lee Sandwich. Dạ, Lee Sandwich. Để có dịp nói chuyện với anh nhiều hơn. Dạ vâng. Tôi biết anh từ hồi hơn 10 năm trước lúc mà. Dạ, tôi còn nhớ mà, dạ. Của chị đài phát thanh của chị gì đó. Chị Phương Hoa, dạ. Hôm qua rồi tôi biết anh gì anh Đoàn Thế Ngữ đó, tôi thích Đoàn Thế Ngữ tức là nhạc sĩ Vĩnh Lạc đó. Yeah. Mà tôi muốn gặp lại ảnh bây giờ mà tôi tìm anh không ra. Anh cũng tìm anh không ra. Đúng là chú Út với lại chú Cơ đang uống cà phê luôn rồi đó, kể quá trời chuyện luôn. Chắc là hôm hôm nào mà chú Cơ có đi ra uống cà phê với chú Út mình nói chuyện với cho Diễm Thi đi theo nghe hai chú nói chuyện giới hạn nhiều cái quá. Dạ đúng rồi, cảm ơn chú. Dạ, hôm qua đi làm về thấy có bịch bông sao đũa trên bàn, thì ra là của chú Út nhỏ gửi, đang đi điều tra coi cái này là của ai. Dạ cảm ơn chú nha. Chúng tôi chỉ còn có vài phút nữa thôi để Tường Minh có thể xem một vài những cái comment ở trên Facebook về cái đề tài của ngày hôm nay. chờ cái ngày nào đó, mà cái ngày đó không biết chừng nào mới tới, giống như là cái ngày mà tự nhiên chồng mình quan tâm tới mình đó. Cái ngày thay đổi chờ mà chờ muốn trúng gió luôn mà chưa đổi gió. Tôi nghe mà ngao ngán sự đời. Dạ thôi chờ làm gì, phải không chú Cơ kìa, tới giờ chú Cơ chưa thay đổi nữa kìa. Dạ, đó. Chờ gì, chờ thành lâu lắm, là coi như là phần ai thì nấy hưởng, đừng có mất công là nhìn đừng người ta chờ, rồi áo ướt. Dạ. phước ai nấy hưởng. Dạ. Không có chuyện không đó. Mà chú Cơ chừng nào mà chú Cơ có thay đổi, chú Cơ nhớ nói nha chú Cơ. Không bao giờ, dù chỉ trong giấc mơ. Thí dụ như tự nhiên một cái ngày nào đó người vợ của mình hay cái người chồng của mình quan tâm tới mình nhiều hơn, gọi là siết chặt vòng vây. Hỏi đi đâu về đâu, sao giờ này chưa về, hôm qua đi với ai, vân vân và vân vân. Thì cảm giác của quý vị như thế nào, cảm thấy hạnh phúc hay là cảm thấy ồ có vấn đề gì đây. Nhiều khi họ có xe mới đó. Nếu mà hỏi từ mình thì được, mình cũng thấy vui vui, tại vì thì ít ra cũng quan tâm tới mình, cũng coi mình đi đâu về đâu, chứ không phải là coi như là cái kệ. Nhưng mà chị Tường Minh, lúc trước chị Tường Minh muốn đi đâu cũng được á, bây giờ người ta không cho đi nữa là chị Tường Minh sẽ cảm thấy khó chịu đó. Thiệt luôn á. Người ta chỉ quan bây giờ tâm. Sao nói chuyện mà cứ nhắc tới người ta đấy là ai? Người phối ngẫu của mình đó. Người phối ngẫu. Dạ thì không, thường thường thì đâu có nói là không cho đi. Sao không cho đi? Thì đó người ta có. Hỏi đi đâu thôi. Không, người ta hỏi đi, cái người ta nói thôi đừng đi nữa. Ví dụ vậy đó. Ví dụ như là chị Tường Minh đánh cầu lông 5 ngày 1 tuần đi. Ví dụ như vậy. Xong bây giờ bắt đầu cái người lại 3 ấy, ngày. Chị Tường Minh nói thôi em đi chi nhiều vậy, đi 3 ngày thôi. Đó, lúc đó chị Tường Minh sẽ cảm thấy sao? Khó mình, chịu. Mình sẽ nói tại sao mình phải hỏi, mình phải ngồi nói chứ. Thì đúng, thì phải hỏi. Là, người ta sẽ nói lý do này, lý do nọ, lý do kia. Người ta không thấy vui, em đi em bỏ anh ở nhà mình anh buồn. Đó. thì anh buồn thì em ở nhà với anh. Thì đó, thì lúc đó chị Tường Minh sẽ ôi mình đang được đi đánh cầu lông tới 5 ngày, tự nhiên giờ còn có 3 ngày, khó chịu quá. Nói chứ thì đó thì tùy theo trường hợp đó, là tại nếu mà ảnh buồn thiệt thì mình cũng phải nên coi lại là mình có đi như vậy có nhiều quá hay không. Mình nếu ảnh ok thì nó ok. Khi mà mình ngồi mình nói bây giờ một tuần lễ coi như là cái giờ thể thao của mình á là nó cũng giống như là giờ ăn giờ ngủ, để phải có sức khỏe thì mới làm được tất cả những cái chuyện khác. Thành rửa cái giờ thể thao là một cái giờ giống như là một cái sinh hoạt của mình trong ngày vậy đó, permanent schedule luôn. Giống như mình có giờ đọc kinh, giờ ăn uống, giờ ngủ, giờ nghỉ và giờ thể thao,
đó là những giờ bắt buộc ha. Có nhiều người họ xét cái giờ thể thao là mỗi ngày phải có một tiếng đồng hồ để đi bộ hay là thể thao, thì cái giờ đó là bình thường không đúng. Nếu mà đi chơi mà nói là ồ thôi em đừng đi chơi nữa, em anh ở nhà anh buồn, thì cái đó là ok, mình sẵn sàng quyết không đi. Nhưng mà thường thường cái giờ thể thao là cái giờ đó để mình rèn luyện sức khỏe cho mình, thì hỏi ảnh là nhưng mà những cái giờ đó anh nó tự mình gặp người ta người ta nữa. Cái chỗ thể thao nó có người ta chỗ thể thao nó có người ta dạ. Maybe, dạ. Nhưng dạ. Mà thường thường thì mình thấy như vậy đó, khi mà mình nhất là thời buổi này mình có tuổi, ăn uống này cái kinh nọ cũng nhiều, thì mình cần phải có một cái set cái giờ thể thao, cái thể dục thể thao là mỗi ngày mình phải có ít nhất là từ nửa tiếng, một tiếng, nửa tiếng là hơi ít, nhưng mà cũng phải một tiếng đồng hồ cho mỗi ngày. Thành ra cái giờ đó anh đừng đụng tới để cho em tập thể thao. Đây là bẩn tiếng hay là nói thiệt đây? Nói dùng cho Diễm Thi đó. Nhà Tường Minh thì ok. Mà chưa, chị Tường Minh chưa bị thay đổi. Dạ. Tại vì hiểu, khi mà có những người mà họ đã từng trải qua rồi đó, ví dụ như hồi xưa đi học mà có cái giờ đi đánh tennis, cái giờ đó nó nghiện á. Dạ, thành ra khi mà mình có cái người đó người ta đó mà hiểu rồi á, người ta thông cảm lắm. Dạ đúng, mà em thấy giải pháp tốt nhất là mình cứ dụ người ta đi chung với mình luôn thì đó, là an toàn. Cái muốn đi chung, người đi chung thì lại muốn không muốn đi chung. Nó khó. Giống như là tóc quăng thì đòi kéo ra cho thẳng, mà tóc thẳng thì đòi uống lại cho nó quăng. Dạ vâng, dạ. Thôi thì cũng hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình ngày hôm nay với những chuyện cũng vui vui trong cái đầu ngày. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng vào ngày mai. Mời quý vị tiếp tục ủng hộ. Và xin chào. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com. 1-855-855-5888. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.